Trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch đã vượt 50% mục tiêu đề ra của năm. Đây là tín hiệu cho thấy sự phục hồi nhanh chóng của du lịch Việt Nam. Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch đã chuẩn bị nhiều sản phẩm mới để đón đầu mùa cao điểm đón khách quốc tế, kỳ vọng nhanh chóng cán đích đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Theo đó, ngoài những tour du lịch ấn tượng, khám phá các vùng miền Việt Nam, còn có những sản phẩm kích cầu du lịch giúp du khách trải nghiệm những sản phẩm dịch vụ khách sạn 4 đến 5 sao với giá cả hợp lý.